Google Assistant được cập nhật tính năng mới, biết cả nhà mẹ bạn ở đâu. 3 năm kể từ sau khi được Google ra mắt, trợ lý ảo cá nhân Google Assistant của công ty đã hiện diện trên hơn một tỷ thiết bị, phần lớn nhờ vào việc nó được cài đặt trước trên các điện thoại chạy Android, với khả năng hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ từ hơn 80 quốc gia khác nhau trên thế giới, mới đây đã có cả cho tiếng Việt, Google Assistant đang ngày càng hữu ích hơn đối với người dùng trên toàn cầu. Trong hội nghị nhà phát triển Google I/O 2019 đang diễn ra, Google đã giới thiệu nhiều tính năng mới cho trợ lý ảo này để làm nó trở nên thông minh hơn và hữu ích hơn. Đó là chế độ ra lệnh bằng giọng nói trong khi lái xe driving mode. Chế độ này có thể được kích hoạt trên bất cứ điện thoại Android nào có Assistant bằng cách nói: "Hey Google, let drive". Câu lệnh này sẽ đưa người dùng đến một bảng điều khiển với các đề xuất được cá nhân hóa cho những hoạt động như định hướng, tin nhắn, trả lời cuộc gọi và giải trí. Ví dụ, khi đang trong chế độ lái xe và nếu có lịch hẹn ăn tối bạn chỉ cần chạm vào bảng điều khiển để dẫn đường tới đó thông qua Google Maps. Khi bạn đang trong lộ trình của mình, bạn cũng có thể nói: "Hey Google, play samba" và nếu mẹ của bạn gọi, một thông báo sẽ hiện ra trong ứng dụng Maps, hỏi bạn có muốn trả lời cuộc gọi không. Bạn chỉ cần chạm vào có hoặc không. Được ra mắt vào mùa hè tới đây, Driving Mode còn có thể tự động kích hoạt khi bạn kết nối điện thoại của mình với Bluetooth của ô tô, còn nếu không, bạn có thể dùng lại cách ở trên, kích hoạt bằng câu lệnh thay Google, let drive. Bên cạnh chế độ lái xe, Google còn mang tới khả năng sử dụng Assistant để điều khiển từ xa các hệ thống trong xe của bạn. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu Google điều chỉnh nhiệt độ trong xe trước khi bạn bước -E vào. Tính năng này sẽ ra mắt trong vài tháng tới và tương thích với các hệ thống trên ô tô như Blue Link của Hyundai và Mercedes Me của hãng Mercedes-Benz. Một tính năng khác được Google tăng cường cho trợ lý ảo của mình là khả năng cá nhân hóa đối với mỗi người dùng. Pick for you. Dựa trên các tùy chỉnh của mỗi người dùng, trợ lý ảo này sẽ chọn được những gì bạn muốn nghe, những việc cần làm vào cuối tuần và thậm chí cần ăn những gì. Ví dụ, Google Assistant có thể đáp lại câu hỏi như "Tôi nên ăn gì cho bữa tối?" với một thực đơn có các món phù hợp với bạn. Với mục đích cá nhân hóa, mỗi người sẽ có các kết quả khác nhau dựa trên những tùy chỉnh riêng của họ. Còn hơn cả việc hiểu được mối quan tâm của bạn là gì, Google Assistant sẽ còn biết được ai là người quan trọng với bạn. Ví dụ, khi bạn hỏi giao thông đến nhà mẹ như thế nào google assistant sẽ hiểu rằng bạn đang muốn nói đến nhà của mẹ mình chứ không phải một địa điểm có tên là nhà mẹ từ đó trợ lý ảo này sẽ biết nó ở đâu và đưa ra câu trả lời phù hợp tất nhiên để tính năng này làm việc được bạn phải chia sẻ thông tin với hệ thống trước tương tự như cách bạn vị trí với các dịch vụ của google điều này có thể bao gồm cả các vị trí và sự kiện quan trọng ví dụ như sinh nhật mẹ nhờ vậy bạn cũng có thể yêu cầu trợ lý ảo này nhắc mình đặt mùa hoa hoặc gửi thiệp mừng nhân ngày sinh nhật mẹ. Google cũng cho biết thêm một thông tin quan trọng đối với người dùng lo ngại quyền riêng tư của mình, đó là người dùng sẽ có quyền kiểm soát những gì Google Assistant biết, do họ có thể xóa hoặc chỉnh sửa các thông tin đó trong tab cập nhật trên phần settings của Assistant.